Thưa quý vị, dự kiến kết thúc năm nay, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ cán đích với con số 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với năm ngoái, đạt mức cao nhất trong hơn 20 năm qua. Dù được xem là điểm sáng trong bức tranh tổng thể về xuất khẩu của ngành nông nghiệp Việt Nam, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại khó khăn sẽ ập tới ngay từ đầu năm 2023, khi ngay từ lúc này nguy cơ đứt gãy đơn hàng đã hiện hữu. Cuộc khảo sát đối với 117 doanh nghiệp thủy sản do tạp chí Doanh nhân Việt Nam thực hiện trong thời gian vừa qua cho thấy, có 66,7% doanh nghiệp đánh giá ngành thủy sản trong năm 2023 sẽ khó khăn, 14,3% cho biết sẽ rất khó khăn, 15,2% dự báo tiếp tục tăng trưởng và số còn lại cho rằng ngành sẽ gặp bất ổn. Theo các doanh nghiệp có mặt tại đây, một dấu hiệu tiêu cực có thể nhận thấy là đơn hàng trong quý 1 năm sau đang bị đứt gãy. Châu Âu đó họ giảm mua. Cái tình hình giá cả thị trường chung đó họ cũng giảm. Nó thì tôi cho đánh giá là cái quý 1 có thể là cũng là khó khăn. Đằng sau những cái ánh sáng rực rỡ của ngày hôm nay là những cái mảng dự báo thời tiết mà nó tiêu cực nó đang ở phía sau. Tôi tin chắc rằng ít nhất là tới hết quý 2 tình hình nó vẫn chưa có những cái biến chuyển tích cực. Mặc dù vậy, doanh nghiệp thủy sản vẫn kỳ vọng những khó khăn của ngành hàng này sẽ kết thúc trong quý 1 năm mới. Những cơ sở cho tín hiệu hồi phục của ngành đến từ việc Trung Quốc có thể mở cửa trở lại từ quý 1 năm 2023 khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Kế tiếp, việc kiểm soát lạm phát của thế giới đang có xu hướng tốt dần lên, từ đó thị trường tiêu dùng cũng sẽ sớm nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, để có thể kiểm soát tình hình trong bối cảnh khó khăn chung này, điều cần thiết nhất với các doanh nghiệp là thắt chặt quản trị hệ thống. Chúng ta phải xoay chuyển kinh tế bằng cách, một là đi vào chế biến sâu, hai nguyên liệu phải truy xuất nguồn gốc được, ba là xúc tiến thương mại với các thị trường một cách linh hoạt. Chúng tôi biết rồi là chúng ta thực hiện 17 cái hecta thế hệ mới. Đây là một không gian rộng lớn. Phải tận dụng cái thời điểm hiện nay để trên cơ sở đó liên kết chặt chẽ với phía người nuôi để tạo ra cái nguồn nguyên liệu nó ổn định cho mình. Và cái thứ hai nữa vẫn là vấn đề chất lượng. Phải có cái sự liên thông giữa người nuôi và doanh nghiệp để quản lý tốt cái vấn đề chất lượng. Và cái thứ ba nữa là vẫn phải tập trung cho cái việc là cải tiến cái công nghệ để làm sao để chúng ta phải duy trì được cái lợi thế về mặt chế biến. Điểm đặc biệt theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đó là kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay đang được đánh giá ở mức khá tốt, cho nên ngành sẽ không bị tác động nhiều như đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Trong khi đó, sức khỏe doanh nghiệp thủy sản đã tốt hơn so với thời điểm năm 2008. Nên VASEP đưa ra nhận định không quá bi quan, mà quan trọng hiện nay là các doanh nghiệp tìm cách cầm cự như thế nào để làm sao đón bắt cơ hội trong thời gian sắp tới khi thị trường sôi động trở lại. Thời gian qua, hàng trăm nông hộ trên địa bàn huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đang gặp khó khăn khi hàng trăm hecta dâu trên địa bàn bị nhiễm trùng tuyến rễ. Hiện ngành chức năng địa phương đang vào cuộc để tìm cách giúp nông dân từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Vườn dâu ba sào của gia đình ông Lê Văn Sở ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Thông thường, sản lượng lá dâu đủ nuôi hai hộp tằm, mỗi tháng cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 6 tới nay, vườn dâu bị nhiễm bệnh tuyến trùng rễ, khiến ông phải tạm dừng công việc nuôi tằm để tìm cách phòng bệnh cho cây dâu. Gia đình trồng cái dâu tằm này á, thì nó đem đến nguồn thu nhập gia đình rất là ổn định. Và từ khi bắt đầu có cái bệnh tuyến trùng này nó gây hại á, thì sản lượng thấp xuống, làm cho gia đình rất là khó khăn và vấn đề kinh tế. Rồi bây giờ là không biết là cũng rất là lo lắng của gia đình và kể cả các cơ quan chức năng thì rất là lo vì hiện nay chưa có cái thuốc đặc trị để là xử lý cái bệnh tuyến trùng này. Không chỉ ông Sở mà căn bệnh tuyến trùng rễ cũng đang khiến hàng trăm hộ nông dân khác ở xã Mỹ Đức, thị trấn Đạ Tẻ lo lắng. Khi dâu bị nhiễm bệnh, cây còi cọc khó phát triển, sản lượng lá giảm mạnh. Đã có hàng trăm nông hộ phải chặt bỏ vườn dâu để chuyển đổi sang cây trồng khác. Trước ngày giờ là có như chúng tôi là nhờ cây dâu, mà giờ nó chết hết. Nhưng mai một là có như thuê máy vật lên để cây trồng lại, mà giờ không biết cây giống ở đâu. Mà trong một cái biện pháp thì để cho hắn đỡ cái sâu bệnh đó. Đến thời điểm này, toàn huyện Đạ Tẻ đã có trên 600 hecta dâu tằm bị nhiễm bệnh tuyến trùng rễ. Trong đó có khoảng 120 hecta bị nhiễm nặng.
ngành chức năng đã vào cuộc tìm hiểu và có phương án hỗ trợ các gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời thử nghiệm phòng trừ bệnh tuyến trùng rễ cho cây dâu bằng một số thuốc bảo vệ thực vật mới, hướng dẫn bà con ngăn chặn bệnh lây lan sang vùng trồng dâu khác. Cái mô hình của chi cục thực vật thì cũng đang triển khai. Hiện tại về cái mô hình kiểm soát tuyến trùng của trung tâm nông nghiệp thì cũng đã có một cái kết quả nhất định, là hiện tại cho thấy cái mô hình là cũng đã kiểm soát được cái tuyến trùng, nó cũng có nhiều cái thay đổi. Và ở trên thực tế là cái diện tích tuyến trùng của địa bàn huyện thì nó cũng bắt đầu nó có sự cải thiện. Tức là những cái diện tích mà bị nhẹ khi mà mình can thiệp kịp thời ấy, thì cũng đã có những cái tiến triển. Phòng Nông nghiệp huyện Đạ Tẻ cho biết việc các nông hộ đang chuyển đổi diện tích dâu bị nhiễm bệnh nặng sang cây trồng khác là cần thiết. Tuy nhiên, người dân cũng không nên quá lo lắng mà cần phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện xử lý hạn chế bệnh tuyến trùng lây lan. Đồng thời, khi các thử nghiệm của ngành nông nghiệp cho kết quả tốt thì sẽ phổ biến cho bà con áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, qua đó duy trì sản xuất, ổn định đời sống. Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 12, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức hội thảo chuyên đề triển khai hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng vùng nguyên liệu cây ăn quả miền núi phía Bắc. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng trong việc thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp về tổ chức sản xuất, xây dựng và phát triển các tổ khuyến nông cộng đồng tại vùng nguyên liệu cây ăn quả. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình đã thành lập được 2 tổ khuyến nông cộng đồng với 10 thành viên. Tỉnh Sơn La đã thành lập được 2 tổ khuyến nông cộng đồng với 14 thành viên, cùng với quy chế hoạt động theo kèm. Hội thảo tập trung thảo luận đánh giá về kết quả triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thành lập và ban hành quy chế hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng tại các tỉnh Hòa Bình và Sơn La, giải pháp và định hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm vùng nguyên liệu cây ăn quả các tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, vừa xảy ra một vụ nổ bình ga đặc biệt nguy hiểm tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Hôm qua, khi chủ căng tin dùng bếp ga mini nấu mì bán cho học sinh thì phát nổ, khiến 10 học sinh bị bỏng. Hơn 14 giờ, ông Ngô Đức Trung, 42 tuổi, chủ căng tin tại trường trung học cơ sở Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang nấu mì thì bình ga mini phát nổ. Chủ tiệm bị bỏng cánh tay và mặt, 10 học sinh ngồi gần đó bị bỏng nhiều nơi chủ yếu do nước sôi và lửa gây ra. Hiện 6 học sinh bị bỏng nhẹ được sơ cứu tại trạm y tế xã đã về nhà. 4 em chuyển lên bệnh viện tỉnh chẩn đoán bỏng độ 1, không nguy hiểm. Chủ căng tin cho biết vết thương không nghiêm trọng được sơ cứu tại chỗ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không dùng bình và bếp ga quá cũ, bình tự bơm, không phải ga chuyên dùng để cháy nổ. Chương trình tiếp tục với một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo nghiên cứu, riêng tại Hà Nội, tỷ lệ người ý tưởng có tự sát và toan tự sát lứa tuổi từ 15 đến 24 là 2,3%. Tính chung cả nước, tình trạng tự sát ở nhóm trẻ vị thành niên đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng trong các mối quan hệ và trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là áp lực học hành. Thông tin vừa được các bác sĩ tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ. Theo các bác sĩ, trẻ em, người vị thành niên và người trẻ tuổi, nhóm này kinh nghiệm sống chưa nhiều, chưa đủ kinh nghiệm để giải quyết các căng thẳng. Một số trường hợp có kết hợp với nghiện chất, nghiện hành vi, game, cờ bạc. Nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho thấy có khoảng 24,3% học sinh có biểu hiện rối loạn cảm xúc, 7% cần điều trị thỏa đáng nhưng hầu như các em không tiếp cận được. Đáng lo ngại là khi trẻ em sớm bộc lộ ý nghĩ về tự sát thì nhiều bậc cha mẹ lại gạt đi và cho rằng không nên nghĩ những điều tiêu cực. Đây là tín hiệu kêu cứu mà các bậc cha mẹ phải đặc biệt lưu tâm. Khi trẻ bày tỏ cảm xúc, đó là lúc con rất cần sự đồng cảm, sự chia sẻ, sự lắng nghe. Các bậc cha mẹ, người thân khi bắt được tín hiệu này nên hỏi han, khơi gợi để con nói ra những bất an, sự đau khổ, tuyệt vọng của mình. Từ đó cần sớm có liệu trình điều trị hiệu quả.